Rồi. Có dịp về quê chắc mấy bạn đi coi cây xoài 300 năm nha. Mời các bạn xem cây xoài 300 năm. 300 năm rất là lớn. Có gì giờ sự tích và để dưới sau. Cây xoài 300 năm tới đây. Nó có cái biếu di tích. Có một cây xoài đó bự luôn. Quá cho bự. Không có trái ra tháng này. Xuống xe em vậy. Quay máy ngang nha. Xe lạ. Chợ lớn. Cậu ba bốn người ôm. Bốn người ôm không hết. Năm người ôm ạ. Cái góc quá nhỏ. Quá lớn.
quay từ xa cái tàn của nó. Tàn nó lớn lắm mấy bạn. Nó không còn xoài nữa, nó già quá. Lấy hết. Từ xa nữa. Lớn lắm, từ xa này mới lấy hết cảnh được. Đó, xoài là quá lớn, cái này còn 5-6 người ôm. Tàu di cư qua đây cũng đông lắm. Xoài này nó không còn trái, nó thuộc về di tích. Nếu ai có về dịp về Bạc Liêu, à chuối nè, ai dịp về Bạc Liêu ghé thăm. Mình thích mấy cái lạ lạ gì, mấy cái cổ cổ gì. Một trận rồi, bye, xin chào các bạn, nhớ đón xem.